Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 1 tháng 1 năm 2024. Mẹ của Ronaldo, bà Dolores, vừa đón sinh nhật thứ 69 trong ngày cuối cùng của năm cũ. Tại đây, bà đã được con trai tặng món quà cực kỳ giá trị, khiến bà không khỏi xúc động. Hãy cùng xem CR7 đã tặng mẹ món quà gì trong bản tin trưa ngày hôm nay. Ronaldo tặng siêu xe cho mẹ dịp sinh nhật. Nhân dịp sinh nhật thứ 69 của bà Dolores Aveiro, ngày 31 tháng 12, Cristiano Ronaldo đã dành tặng cho mẹ món quà rất bất ngờ, đó là một chiếc Porsche Cayenne đời mới nhất có giá trị hơn 100.000 đô la Mỹ. Trong đoạn video, Ronaldo Junior đã dắt tay bà đến bên chiếc xe. Bà Dolores không giấu nổi niềm hạnh phúc và ôm chầm lấy cháu trai. Còn về phía CR7, anh chia sẻ như sau: "Không cần biết món quà giá trị bao nhiêu, điều quan trọng nhất là con luôn nhớ về sinh nhật của mẹ. Hãy luôn hiếu kính với đấng sinh thành." Ronaldo luôn coi mẹ là người quan trọng nhất. Bà Dolores đã trải qua 2/3 cuộc đời trong gian khó. Vì vậy, Ronaldo luôn tâm niệm phải đối xử tốt nhất với người phụ nữ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình. CR7 vừa kết thúc năm dương lịch 2023 với thành tích ghi bàn số 1 thế giới, 54 bàn thắng, nhiều hơn 2 bàn so với bộ đôi đứng thứ hai là Kylian Mbappe và Harry Kane. Phát biểu sau chiến thắng trước Antwerp và cũng là trận đấu khép lại năm 2023, Ronaldo tuyên bố muốn một lần nữa trở thành cây sân bàn số 1 thế giới trong 2024. CR7 sẽ có hơn 1 tháng để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục với cuộc phiêu lưu cùng Anas. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Ronaldo sẽ chạm trán Messi trong trận giao hữu ở Riyadh giữa câu lạc bộ Anas và Inter Miami. Sau đó 10 ngày, Anas trở lại đấu trường AFC Champions League với cuộc chạm trán với Al Fayha. Karim Benzema rời câu lạc bộ sau vụ khóa tài khoản mạng xã hội. Truyền thông Saudi Arabia cho biết Karim Benzema đã dính chấn thương và rời Saudi Arabia để chữa trị với sự cho phép từ phía câu lạc bộ Al Ittihad. Ngày 31 tháng 12, câu lạc bộ Al Ittihad cho biết Benzema được cho phép nghỉ 3 ngày vì lý do đặc biệt. Theo tờ Marca, trung phong 36 tuổi đã gặp vấn đề ở chân, nhiều khả năng cựu sao Real Madrid rời đại bản doanh để điều trị chấn thương. Sau trận thua 2 năm của Al Ittihad trước Anas thuộc vòng 17 Saudi Pro League, Benzema được cho là mất tích. Cầu thủ này đã vắng mặt trong 2 buổi tập liên tiếp mà không rõ lý do. Ngày 30 tháng 12, trang Al Riyadhia của Saudi Arabia cho biết Benzema đã rời Jeddah. Thế nhưng chưa rõ lý do của chuyến đi vào thời điểm giữa mùa của cầu thủ này là gì. Ngay lúc ấy lập tức đã xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến tương lai của Karim Benzema trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng cựu sao của Real Madrid ngán ngẩm với cuộc sống ở Saudi Arabia nên quyết định rời đi. Tiền đạo người Pháp cũng đã khóa tài khoản Instagram. Tuy nhiên vào thời điểm đó, mọi thứ cần phải làm rõ thêm. Benzema gia nhập Al Ittihad vào hè 2023 với mức lương lên tới 107 triệu euro mỗi mùa. Tới nay cựu sao của Real Madrid đã ghi 12 bàn thắng, có 5 pha kiến tạo sau 20 trận. Theo The Goal, hồi đầu mùa giải, người hâm mộ Al Ittihad chỉ trích Benzema quá lười biếng và không sẵn lòng đóng góp vào màn trình diễn chung của toàn đội. Cho dù tiền đạo 36 tuổi vẫn ghi được bàn thắng, nhưng chừng ấy có vẻ như là không đủ để thỏa mãn sự kỳ vọng của các cổ động viên. Ten Hag muốn MU gia hạn với Evans. Huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ đề nghị Jonny Evans ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với Manchester United. Thông tin này mới được báo chí Anh đăng tải. Mùa hè năm ngoái, đội trưởng của đội tuyển Bắc Ireland đã được Quỷ Đỏ tái ký hợp đồng theo dạng miễn phí. Ban đầu thì anh chỉ được coi là phương án tạm thời cho cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng ngự trước mùa giải. Nhưng sau khi gây ấn tượng với huấn luyện viên Ten Hag, Evans đã được ký hợp đồng cho đến tháng 6 năm 2024. Tính từ đầu mùa giải 2023-2024, Evans thậm chí còn ra sân ở ngoại hạng Anh nhiều hơn cả Raphael Varane, cụ thể là 12 so với 11 lần. Có thời điểm Jonny Evans mới là người được lựa chọn làm đối tác chơi bên cạnh trung vệ số 1 Harry Maguire thay vì cựu sao của Real Madrid. Và bây giờ có vẻ như phong độ tốt cùng với tầm ảnh hưởng cũng như kinh nghiệm ổn định trong con tay đồ của Evans đã thuyết phục được huấn luyện viên Ten Hag rằng anh đáng được giữ lại thêm 12 tháng nữa. Vấn đề bây giờ là hãy cùng chờ xem tỷ phú Sir Jim có đáp ứng yêu cầu này của Ten Hag hay không. Việc chấp thuận ra hợp đồng với Evans là một động thái cho thấy nhà đầu tư mới cam kết tương lai của Ten Hag. Arsenal tổn thất nặng sau trận thua Fulham. Mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn về trình độ, nhưng Arsenal vẫn gây thất vọng khi để thua 1-2 trong chuyến đấu khách tới sân Craven Cottage của câu lạc bộ Fulham. Càng tệ hơn nữa khi sau trận đấu này, pháo thủ đã để mất người vì hậu vệ Zinchenko đã dính chấn thương. Khi được hỏi về tình hình của Zinchenko, huấn luyện viên Arteta cho biết: "Chúng tôi chưa rõ tình hình cụ thể, cậu ấy cảm thấy có điều gì đó ở bắp chân. Ngày mai chúng tôi sẽ đi chụp các lớp vết thương và xem cậu ấy sẽ bỏ lỡ các trận đấu trong bao lâu." Nếu Zinchenko chấn thương nặng, đây sẽ là một mất mát cực kỳ lớn với pháo thủ trong giai đoạn lượt về. Thời gian qua, Arsenal đã liên tiếp phải đối mặt với những chấn thương ở hàng phòng ngự sau khi Chimber dính chấn thương đầu gối ngay trong trận mở màn Premier League. Trong khi đó, tiền vệ Thomas Partey cũng đã phải ngồi ngoài từ tháng 10. Với trận thua trước Fulham, Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ tư tại Premier League sau 3 trận liền không biết mùi chiến thắng. Sau thất bại ở trận đấu cuối cùng năm 2023, Arsenal sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm mới 2024 bằng cuộc so tài với đối thủ đại kình địch Liverpool ở đấu trường FA Cup.
Sao Tottenham bật khóc vì chấn thương? Papecha đã không kìm được nước mắt khi dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Bournemouth vừa qua. Theo tờ Marro, Papecha đã gặp chấn thương gân khều và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ chiến dịch cúp vô địch bóng đá châu Phi của đội tuyển Senegal. CAN 2024 sẽ diễn ra chưa đầy 2 tuần tới, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2024. Khi rời sân, Papecha đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Đội trưởng Son Heung-min và cao đội đã đến bên an ủi và động viên cầu thủ sinh năm 2K2. Trước khi rời sân, Papecha thi đấu ấn tượng. Tiền vệ 21 tuổi còn ghi bàn ở phút thứ 9, từ đó mở ra chiến thắng 3-1 cho Tottenham Hotspur trước đội bóng đang có phong độ cao là Bournemouth. Papecha là ngôi sao mới nhất của Tottenham dính chấn thương, cùng với Ivan Perisic, người dính chấn thương đầu gối, Romero, người dính chấn thương gân khều, Van der Ven, người cũng dính chấn thương gân khều và James Maddison, người gặp vấn đề ở mắt cá. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Postecoglou đã chia sẻ rằng: "Đó là tin không hề vui với chúng tôi. Tôi chưa hề rõ về mức độ, nhưng đó là một chấn thương ở gân khều của Papecha. Giờ lúc mà cao thủ còn lại phải bước lên để làm thay nhiệm vụ của cậu ấy." Papecha vốn là thành viên của đội tuyển Senegal dự CAN Cup. Anh có trận ra mắt ở đội tuyển quốc gia vào tháng 1, trận đấu gặp Gambia. Sau đó, Sa tiếp tục ra sân cho Senegal ở các trận gặp Cameroon và Guinea. Việc thiếu vắng Papecha tại CAN Cup sẽ khiến cho Senegal chịu tổn thất rất nặng. Tuấn Anh xuất hiện trong bài đăng Asian Cup của AFC. Thưa quý vị, trang fanpage chính thức của giải đấu Asian Cup 2023 đã đăng tải hình ảnh tiền vệ Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam trong một bài đăng đếm ngược ngày diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục. Cụ thể, trang Roto 2022, tài khoản của nước chủ nhà Asian Cup 2023, đăng tải hình ảnh tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cùng thông điệp: "Còn 12 ngày nữa là đến AFC Asian Cup Qatar 2023. Việc Tuấn Anh được lựa chọn đại diện đội tuyển Việt Nam đã cho thấy giá trị của cầu thủ người Thái Bình. Tiền vệ này thi đấu như một chiến binh thầm lặng, như đóng một vai trò quan trọng cho đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Nhờ tài năng, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Tuấn Anh luôn là sự chọn hàng đầu ở tuyến tiền vệ, không chỉ dưới thời huấn luyện viên Chu Xie hiện tại mà còn ở thời huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền trước đây. Trong quá khứ thì Tuấn Anh từng có một thời gian dài không có phong độ tốt vì những chấn thương triền miên. Điều này đã khiến anh không có cơ hội góp mặt ở những thời điểm đỉnh cao của bóng đá Việt Nam năm 2018. Song với nghị lực phi thường của mình, cầu thủ của câu lạc bộ Anh Gia Lai đã từng bước trở lại với phong độ thi đấu cao nhất. Thậm chí, thời điểm hiện tại anh là cầu thủ duy nhất của Anh Gia Lai được ăn cơm tuyển. Tuấn Anh vẫn sẽ là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup sắp tới. Campuchia đã giao hữu Qatar. Ở trận đấu giao hữu quốc tế trong kỳ FIFA Day và cũng để tập trung cho vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Qatar sẽ có trận giao hữu với Campuchia vào đêm 31 tháng 12. Sở dĩ đội bóng Tây Á chọn Campuchia vì đây là đội bóng được xem là có nhiều sự tiến bộ nhất trong thời gian vừa qua ở khu vực Đông Nam Á. Trận giao hữu, nhưng thực tế đây là trận đấu tập kín ở trên sân Al Gharafah của thành phố Doha, Qatar, nhằm giúp đội chủ nhà kiểm tra lực lượng cho việc tranh tài tại Asian Cup. Vì thế, chiến thắng 3-0 cho chỗ này có lẽ sẽ khiến đội bóng Tây Á cảm thấy hài lòng và có thêm phần tự tin. Đồng thời, trận thua cũng là một tỷ số chấp nhận được đối với Campuchia khi mà họ phải đối đầu với một đội bóng quá mạnh của châu lục. Ở trận cầu kín này, ngoài tỷ số hầu như không có thông tin gì về cầu thủ ghi bàn và lối chơi của hai đội. Ngoài trận giao hữu với Campuchia, tuyển Qatar còn có một trận giao hữu với Jordan vào ngày 5 tháng 1 tới, trước khi họ rút gọn danh sách chính thức tham dự Asian Cup 2023 trên sân nhà. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của TVH Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.